Phật bà, chúc Phật bà bạn ơi. Số lượng rất là nhiều ạ. Hàng bên lô đằng này ạ, là những cái chậu mà một chậu ba cây, mà cái chậu rất là to, à, cái thân của cái cây cây rất là to. Cái đường kính của cái gốc nó phải tầm từ 6 đến 8 cm ạ. Một chậu ba cây nhé bạn nhé. Có hàng mà một chậu một cây nhà mình cũng có ạ, những cái cây to như này để một chậu một cây ạ. Còn đây nữa, khu bên này thì cái thân của nó sẽ nhỏ hơn so với cái bên đằng chậu chậu lục giác kia một chút. Đây là các cái chậu bồ đen ạ. Nhiều cây nó cũng rất là to luôn. Như đằng này là đường kính của nó thì 6, hơn 6 này. Còn đây ạ, đây có những cái cây như chậu này ạ, đường kính 7-8 thoải mái. Đây ạ. Khi mình đứng gần quá thì sẽ không nhìn được hết tổng thể của cả toàn cái cây ấy. Tí nữa mình sẽ đứng xa ra để cho các bạn nhìn đấy. Còn đây quay chi tiết vào để cho các bạn thấy. Ngoài ra thì cũng có những cái hàng khác mà gốc nó nhỏ hơn ạ. Một chậu ba cây như này, chiều cao thì tầm mét rưỡi, mét 6, mét 7 gì đấy. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây trúc Phật bà ạ, xin vui lòng alo ạ, 0977973535 bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều ạ. Các bạn ở tỉnh xa mà không đến được tận nơi để chọn ấy, thì mình sẽ, nếu mà có nhu cầu thì các bạn cứ thông tin các cái yêu cầu của các bạn. Mình sẽ chọn những cái cây mà nó phù hợp nhất, sau đấy quay chụp cho các bạn. Nếu mà ưng thì gửi chính xác những cây đấy luôn ạ. Cảm ơn các bạn nhiều ạ.